Hạnh Giao xin được cảm ơn quý vị nghe phẩm kinh này. Thật sự thì vào năm 2015, Hạnh Giao đã phát nguyện thu thanh và phát thanh trên làn sóng của San Jose Có Gì Lạ và đã được một số đông quý vị ở San Jose hưởng ứng rất mạnh. Có những quý vị cũng đề nghị là sau một thời tụng kinh ở một trung tâm hay ở một ngôi chùa thì phẩm kinh này được tụng coi như để kết thúc thời tụng. Và Hạnh Giao có được tham dự một vài lần như vậy, có người thì đọc tiếng Mỹ, có người thì đọc tiếng Việt Nam, rất là nhịp nhàng, rất là đầm ấm và rất là mạnh mẽ. Rồi cũng có những quý vị thỉnh văn bản của phẩm kinh này để sao lại và gửi biếu thân bằng quyến thuộc. Cho mãi đến năm nay, kính thưa quý vị, có lẽ phải công nhận là một phước duyên lớn, nhất là khi mà chúng ta ăn chay, cố gắng làm những việc thiện, tránh những việc ác, thì những sự linh ứng xảy ra rất là mạnh mẽ. Ngày hôm nay Hạnh Giao bạo dạn gửi đến quý vị một bài kinh vì lợi ích của chúng sinh. Đây là một nhân duyên lớn khi mà chính cá nhân Hạnh Giao tìm được ra bài kinh này. Và đặc biệt là vào tháng 7, tháng Ngọ đấy quý vị. Một tị nữa đây quý vị sẽ rõ tại sao cái đặc biệt là tìm vào trong cái tháng 7 này rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, chủ tâm là vào trang mạng mà các anh chị đạo hữu có nhã ý gửi đến cho Hạnh Giao. Tự dưng lại đánh nhầm rồi vào một cái trang mạng hoàn toàn khác. Thì có phải là có một cái điều gì đó không thưa quý vị? Và cái trang mạng đó cho Hạnh Giao thấy một điều rất là to lớn. Những ai có hữu duyên sẽ nghe được bài pháp này. Những ai có hữu duyên sẽ đọc được bài pháp này. Nói đến đây thì Hạnh Giao cũng xin thưa một điều. Nếu quý vị không tin vào Đạo Phật, nếu quý vị không tin những lời Hạnh Giao đang tâm sự với quý vị là chân tình, thì xin quý vị hãy tắt radio. Xin cảm ơn quý vị. Vì bài kinh này rất mạnh. Những ai không tin không nên nghe. Những ai tin thì tiếp tục nghe sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Vì bài kinh này sẽ mang đến rất là nhiều lợi lạc. Hạnh Giao mạnh dạn mà gửi đến với quý vị bài kinh này trên làn sóng của San Jose Có Gì Lạ vì Hạnh Giao đã trải nghiệm được những điều lành ngay lập tức. Có lẽ vì sự tin tâm mạnh như sư phụ Jordan Rinpoche của Hạnh Giao cũng như là thiền sư tiến sĩ Phật học thầy Geshe Gyaltsen thường hay nhắc nhở đệ tử là nếu mình tin 100% thì mình sẽ nhận được lợi lạc 100%. Nếu mình chỉ tin 50% thì công phước chỉ được 50%. Nếu mình tin 0% thì sẽ không có gì xảy ra. Khi Hạnh Giao nhận được bài pháp này trên mạng, có lẽ là một vị hộ pháp hay Đức Phật muốn Hạnh Giao phải đọc cái bài này. Hạnh Giao thành tâm mà thưa với quý vị, vì không phải ai cũng có thể tìm được cái bài này. Thật sự là không dễ tìm, mà không hiểu vì lý do nào đưa đẩy cho Hạnh Giao bấm vào cái chỗ đó và Hạnh Giao thấy được. Và càng đọc thì Hạnh Giao càng cảm xúc mãnh liệt, run rẩy lên được khi Hạnh Giao thấy những điềm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã báo trước đang xảy ra chung quanh chúng ta và trên quả địa cầu này. Khi ta đọc tới nơi thì ta mới hiểu được vì sao Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14 lại quả quyết rằng Ngài sẽ có một ngày trở về đất nước Tây Tạng của Ngài. Và Ngài cũng tuyên bố rằng Ngài sẽ sống hơn 100 tuổi. Trong bài tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do bởi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Ananda Bồ Tát và Đức Phật Di Lặc khẩn nguyện sự tiên tri của Ngài về những gì sẽ xảy ra trong thập niên sắp tới, tức là từ năm 2026 đến năm 2032. Thời kỳ tà ác sẽ xảy đến. Nhưng nếu ai đọc bài pháp này thì mọi xấu xa của bể khổ đầy máu lửa trong cõi trần này sẽ được tránh khỏi. Kính thưa quý vị, nghiệp lực rất là mạnh. Và trong bài kinh có nói, một người mà đọc bài kinh này thì cả cái thành phố đó được gặp nhiều may mắn. Cả thành phố cùng đọc thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều có được sự an lạc. Chính vì vậy mà bài pháp này rất mạnh mẽ và rất ngắn. Nếu quý vị tiếp tục nghe, xin được chúc mừng đến với quý vị những sự an lạc sắp sửa xảy đến với quý vị. Và nếu quý vị gọi đến cho San Jose Có Gì Lạ qua số điện thoại là 408-608-5632, 608-5632 để nhận bài kinh về phân phối, truyền bá đến những người khác, thì công đức của quý vị còn được nhân lên rất rất là nhiều lần và to tát như một quả núi lớn. Và kính thưa quý vị, thật là một điều rất là lạ là bài kinh này thì Hạnh Giao đã phát thanh vào rằm tháng 7 năm 2015. Mà bây giờ cũng vào thời điểm này thì lại có một vị thính giả của San Jose Có Gì Lạ đề nghị Hạnh Giao phát thanh lại những bài kinh ngắn gọn mà Hạnh Giao đã đọc. Thì không ngờ là cái bài kinh này nó lại nổi lên trên computer của Hạnh Giao. Mà khi Hạnh Giao nghe lại thì lại nói là phải đọc vào tháng 7. Cho nên Hạnh Giao thấy cái bài kinh này rất là lạ lùng. Đây là lần thứ nhì bắt Hạnh Giao phải đọc đúng vào tháng 7. Chưa kể là vị thính giả này có một đại nguyện là muốn là Hạnh Giao phát thanh những bài kinh mà Hạnh Giao yêu thích. Và nếu mà bất kỳ một vị thính giả nào muốn có được cái đĩa CD để có thể nghe trên xe khi quý vị lái xe đi làm xa hoặc là đi chơi xa ngồi thay vì nghe nhạc mà muốn nghe kinh, thì vị thính giả này yêu cầu là Hạnh Giao sang chép lại qua những cái đĩa CD.
Và vị thính giả này sẵn sàng gửi tịch tài để Hạnh Giao thực hiện công việc phát thanh trên làn sóng của San Jose Có Gì Lạ, đồng thời sao chép ra những đĩa CD, cũng như là nếu quý vị nào thích nhận được những bản kinh của phẩm kinh này hay những phẩm kinh mà Hạnh Giao sắp sửa giới thiệu đến với quý vị. Quý vị sẽ được đón nhận hoàn toàn miễn phí vì đã có người sponsor cho việc làm này. Nói một cách rõ ràng là như vậy. Cho nên Hạnh Giao nghĩ rằng lại một cái điểm gì đó có thể Hạnh Giao bắt đầu hiểu được, nhưng mà giải thích trên làn sóng thì có lẽ không phải là cái chỗ để ta nói. Nhưng mà Hạnh Giao biết được là quý vị cũng cảm nhận được có một cái sự trùng hợp với một cái nhân duyên nào đó vô hình đưa đến sự việc rất là ngẫu nhiên như thế này. Và Hạnh Giao mong rằng quý vị đón nhận phẩm kinh này một cách trân trọng và hoan hỷ. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Ngọn Đèn Làm Sáng Tỏ Mọi Điều, Sự Tiên Tri Các Điều Sắp Đến, lời khai thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được phơi bày bởi cố đại sư Jongsa Khyentse Chökyi Lotro. Vị đại sư đã từng nổi danh và được ca ngợi là thầy của các vị thầy. Bài pháp này lần đầu tiên được dịch sang tiếng Anh vào năm 1988 bởi Kama Sungkrab Gatso, với lời khuyên rằng sẽ phải được sao chép một cách tự do và rộng rãi. Những vị này đã được bầu chọn để phổ biến công trình này như đã nhận được và chỉ hiệu đính rất ít. Khi thông dịch viên chuẩn bị phần hiệu đính với sự hỗ trợ của đệ tử của cố đại sư Khyentse Rinpoche và các nhà bình luận chuyên nghiệp khác, các sự sửa đổi hiệu đính bao gồm các vấn đề từ ngữ trong tiếng Anh, không sửa đổi về nội dung không được thay đổi và ý nghĩa căn bản được giữ nguyên vẹn. Nguyệt Đăng Pháp Tụ siêu tầm chuyển sang Việt ngữ và diễn đọc. Mời quý vị cùng theo dõi Ngọn Đèn Làm Sáng Tỏ Mọi Điều, Sự Tiên Tri Về Các Điều Sắp Đến, lời khai thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm kinh này được ghi chép lại qua một cuộc đàm thoại giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Ananda, Đức Quan Thế Âm và Đức Phật Di Lặc về các biến cố bắt đầu từ năm 2026 và kéo dài đến năm 2032. Kính lễ Tam Bảo. Nam Mô Guru Bề, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, Nam Mô Guru Bề, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, Nam Mô Guru Bề, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã một lần đề cập đến phẩm kinh thực dụng này vào thời điểm mà tà ác nảy sinh. Phẩm kinh này giống như một lối sống, bởi vì tất cả chúng sanh đều bị gắn liền vào lộ trình này. Khi Đấng Phù Thắng đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và đang nghĩ đến tất cả chúng sinh trong cõi Ta Bà, Ngài đã thấy rằng vào cuối 5 lần của 100 năm, tức là 500 năm, một thời kỳ đại ác sẽ bắt đầu. Khi đề cập đến những hành động và những tư tưởng của tất cả các chúng sinh này, Đức Phật đã dạy rằng những chúng sanh có công đức lớn sẽ được tiếp xúc với phẩm kinh này, trong khi đó những chúng sanh có ít công đức sẽ không gặp được Phật Pháp này. Nỗi khổ đau từ những cảm xúc bất hòa tự nhiên sẽ trở thành to lớn. Do bởi thời tà ác này, dường như con người sống trong trái đất sẽ giống như bị phanh ra từng mảnh bằng những cây gươm. Và Ngài Ananda Khả Kính đã khẩn nguyện Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài luôn quan sát mọi việc với lòng từ bi, xin Ngài dung thứ cho nhân loại nỗi khốn khổ này. Và Đấng Thù Thắng đã đáp lời Ngài Ananda đáng kính như sau: Thầy có điều này để nói về việc đó. Khi Thầy đang ngự trong không gian rộng lớn, Thầy đã nghiệm và đã nhìn kỹ vào các chúng sinh ở cõi Ta Bà.
Vì vậy, nghe đây, có một bài pháp hữu ích trong thời điểm mà thời đại đen tối khởi sinh. Nếu ai mang ra ghi chép, quảng bá và hành trì, thiền định và tụng niệm về Đức Quán Thế Âm, thì những nhơ nhuốc u ám sẽ được thanh tịnh nhanh chóng. Nếu một ai đó thành tâm cúng dường phẩm kinh thiêng liêng này với hoa và hương, thì tất cả chúng sanh sẽ được hưởng lợi. Qua sự quảng bá phẩm kinh này và ghi chép lại, thì chúng sinh đó sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp trong mọi kiếp của chúng sinh đó. Lúc đó, ở gần chân một gốc cây có một hồ lớn. Trên bờ hồ có Đức Quán Thế Âm, ngồi với hình thể thiên thủ, thiên nhãn. Ngài đến dự với mọi người và vì những chúng sanh khác. Trong lúc quan sát tất cả chúng sanh qua sự quán nhận vào lòng từ bi của Ngài, Ngài bắt đầu giàn giụa nước mắt và Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Hãy lắng nghe đây, ôi Đức Quán Thế Âm, đâu cần thiết để phải rơi lệ. Hãy chú ý thật kỹ những lời sau đây. Trong tháng dần đầu năm mới, Thầy dự định sẽ đi khắp nơi vào thời điểm của thời kỳ đại ác đó. Tất cả chúng sinh đều sẽ được giải thoát khỏi bể khổ của cuộc sống. Tất cả mọi hành vi ác độc sẽ bị rơi rụng và mọi hành động đều dẫn chúng sanh rời xa trạng thái ác độc mà họ đã bị rơi vào. Lúc đó, phẩm kinh thiêng liêng này sẽ được biết đến. Do bởi phẩm kinh này và qua sự phổ biến rộng rãi phẩm kinh này, cho nên tất cả các loại bệnh tật đều chấm dứt. Nếu được ghi chép lại bởi một người thì sẽ mang lại lợi lạc đến cho cả một thành phố. Nếu được cả thành phố công nhận thì tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi. Công đức của loài người sẽ được tăng trưởng và hơn nữa, những ảnh hưởng độc ác sẽ bị ngăn ngừa. Chúng sanh sẽ thoát khỏi khổ ngục và sẽ được hưởng lợi lạc cả kiếp này lẫn kiếp sau. Tất cả mọi chúng sanh trong sáu cõi luân hồi đều ao ước có cuộc sống này. Ví dụ, giống như chèo thuyền qua sông hay qua biển. Đây thực sự là một phẩm kinh hữu ích nhất cho đến khi Đức Phật Di Lặc giáng thế. Qua sự ghi chép phẩm kinh này và truyền đến các khu vực khác, trong một đời, trong một hiện thân, công đức của chúng sanh đó sẽ tăng trưởng vô tận. Cả một đại dương đẫm máu của kiếp sống như một vòng tròn luẩn quẩn sẽ cạn kiệt. Thứ nhất, vì thực hành thập ác, chúng sanh sẽ bị đặt dưới sức mạnh của các cảm xúc bất hòa. Ôi thương thay cho những chúng sanh này. Kế đó, một khu vực thung lũng trong cõi người sẽ bị như chứa đầy máu. Thứ ba, đến thời gặt hái công đức của chính mình thì chúng sanh lại bất lực để nhận lãnh. Thứ tư, nỗi đau khổ trần gian sẽ trở nên to lớn vô cùng. Thứ năm, con người sẽ không tìm ra lối sống. Thứ sáu, các thành phố sẽ tràn ngập loài ăn thịt. Thứ bảy, gia cư của các chính trị gia sẽ bị bỏ hoang. Thứ tám, mỗi cá nhân sẽ không còn thể chịu đựng nổi nhau được nữa. Thứ chín, ngạ quỷ đói khát sẽ được nhìn thấy lang thang khắp thành phố. Mọi thứ sẽ bị như thế này là do kết quả của việc thực hành thập ác. Chúng sanh sẽ không khen hay ca ngợi người khác, chỉ toàn tự khen và nói xấu người khác. Sẽ có bốn tầng lớp xã hội căn bản: chính trị gia, người giàu có, người bình dân và người ăn học. Nếu tất cả những người này đều đặt niềm tin vào phẩm kinh này và hết lòng trân trọng thì một thời an lạc sẽ diễn ra. Nhưng Đức Thế Tôn nói tiếp, nếu mọi người không đặt niềm tin chân chính vào phẩm kinh này thì họ sẽ theo nhau và rơi thẳng vào những địa ngục không thể chịu nổi. Quả đất và các cõi trời sẽ tràn ngập bởi những tiếng kêu van than khóc của những kẻ không được nghe phẩm kinh này. Một thời dịch hạch sẽ diễn ra, nhưng ngay sau khi chúng sanh nghe phẩm kinh thiêng liêng này và sau đó viết xướng và phân phối thì những bệnh dịch hạch sẽ được đặt lại ngay vào vòng kiểm soát. Tất cả nạn đói khát mà có thể đã xảy ra thì sẽ được chặn đứng ngay và mọi người sẽ đạt được một cuộc sống tốt lành. Lại nữa, còn có 7 loại khổ đau mà loài người có thể gặp phải. Trước tiên là loại đau khổ giống như một người ở xứ lạ sống trong địa ngục. Thứ nhì là loại khổ đau về đói khát của loài ma đói. Thứ ba, loại đau khổ về tranh chấp và chiến tranh như những kẻ chống đối thần thánh có khi phải trải nghiệm. Thứ tư, sự bực bội đến từ sự không có thú vui, sự đói và lòng tham muốn liên tục. Thứ năm, sự đau khổ của việc có những quan điểm sai lầm. Thứ sáu, nỗi khổ đau về sự trường thọ như một vị thần linh. Và thứ bảy, sự đau khổ vì còn có khả năng sống mà lại bị ở vào trạng thái giống như sau khi đã chết, tức là sống không ra sống, chết không ra chết. Phẩm kinh này có lợi cho những tình huống này, vì nếu đặt tin tưởng vào đây, chúng sanh sẽ đạt được thành quả trong bất kỳ những gì chúng sanh mong cầu. Tất cả các bệnh tật sẽ bị hủy diệt và sẽ có những thời gian an lạc trở lại. Nếu chúng sanh hỏi rằng, làm thế nào những sự việc này lại xảy ra như thế này? Tận ngoài không gian sâu thẳm, vào năm Hỏa Nam Ngọ 2026 Tây Lịch, một thiên thạch lớn sẽ giáng xuống trên bờ của một vùng nước lớn. Phẩm kinh thiêng liêng này sẽ xuất hiện khi các vết nứt của thiên thạch mở ra. Khi phẩm kinh này được phơi bày, điều rất quan trọng khi thuyết về pháp này là không được có một ý nghĩa bí mật hoặc ẩn dụ. Chỉ có độc một ý, không được có ý nghĩa thứ hai. Phẩm kinh này đã được đặt ra vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Và nguyện mọi khổ đau tiếp tục chấm dứt.